trong số những người học trò đến học thì có một anh chàng say mê với cô gái đó. Nhưng muốn gặp gỡ cô gái để tâm sự thì là không có dịp nào và không biết phải nói gì. Một hôm đi học đến nhà thì thầy đi vắng và vợ thầy cũng đi vắng luôn, chỉ có mỗi mình một cô con gái ở nhà. Là một cơ hội tốt đẹp quá sức, chẳng thanh niên thầy thu hết can đảm, hết nghị lực để mà đến gặp cái cô con gái đó. Vì nghĩ rằng cô này giỏi, chàng thanh niên mới hỏi cô ta là: cô có biết linh hồn là gì không? Cô gái trả lời: em cũng chẳng biết linh hồn là gì cả. Suy nghĩ một tí thì cô mới nói: nhưng mà em chỉ thấy như thế này, là bố em cứ hay gọi mẹ em là linh hồn của anh. Chàng thanh niên này thấy đây là cái cơ hội ngàn lần đến với cả chàng, cố gắng lấy ra đạo tiến một bước, không những là tiến bằng chân mà tiến cả bằng tay nữa. Chàng mới cầm lấy bàn tay của người ta và nói với cô gái rằng: thế em muốn là linh hồn của anh không? Và cô nói như thế thì trong nhà thờ này đây có nhiều người không có linh hồn, chẳng hạn các cha hay bản thân tôi cũng là không có linh hồn. Vậy mà tôi đã đang phải gợi ý với cái đề tài mà cha giáo đã muốn tôi nói chuyện hôm nay, là cái đề tài thánh thể và hôn nhân, cũng là chủ đề mà đại hội thánh thể Kitô giáo năm 1976 đã gợi ý. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bóng tối đang bao trùm nhân loại, và hơn bao giờ hết bóng tối cùng hoàng nền luân lý gia đình Kitô giáo. Con người ngày hôm nay đang muốn đa nguyên về chính trị, họ muốn đa nguyên trong tình cảm, đó là một nền luân lý tự do phóng khoáng, yêu rồi những không thích thì bỏ, linh dị càng tăng lên ở nơi những thành thị 50%, 60%, ở nông thôn từ 20 đến 30%, không nói gì ở nơi xa trên thế giới, nhưng nói ngay ở cái huyện Tân Hiệp nhà đấy, ở các thôn Kênh, cái mức độ đi thánh thể và hôn nhân với Kitô giáo. Tôi hỏi quý bà và chị em giờ này cùng nhau chia sẻ thánh thể là một giao ước, mà giao ước đòi hỏi phải ký kết giữa hai người. Đức Kitô yêu mến hội thánh và hội thánh phó mình với Đức Kitô, là một giao ước. Giao ước này ký kết bằng máu. Ngày xưa thời Trung Quốc, giao ước ký trên núi Sinai bằng máu bò. Thời Tân Ước, Đức Kitô đã ký với hội thánh giao ước bằng máu của Ngài trên cây thập giá. Vì thánh thể là một giao ước, Chúa Kitô đã biến mình vào máu Ngài
ta mỗi cái đạo cuộc sống. Vì cái kinh thể đó chính là sự nghiệp nhất. Thánh Phaolô bảo rằng trong người nhưng cùng uống một chén và chia sẻ với nhau một bánh. Vì vậy phải nghiệp nhất trên bàn thờ. Thánh lễ đó chính là sau Kitô đã ký kết với hội thánh của người hàng ngày để tái hiện trên bàn thờ làm chi lễ từ hiến. Từ hiến gọi là phải hy sinh, phải đổ máu. Vì thế kinh thể là sự cụ thể mục tiêu trong bước thực thi. Ngài đã trao ban cho chúng ta một giới văn mới, đó chính là yêu thương nhau. Cứ chỗ này mà người ta nhận thấy chúng con là vấn đề của ta, đó là các con hãy yêu mến nhau. Đem cơ chiếu ra mức thánh thể và ra mức hội nhân khi tôn giáo coi luôn phải đỡ trung thành và trung vị. Hội nhân khi tôn giáo phải là hội nhân một đời tận hiến, một sự hiến nhất của một lễ hy sinh trên đồi vườn vô ta có ba cây tổng giá. Nhưng nói đúng hơn chỉ có một cây thập giá, còn hai cây kia phải gọi là cổ giá. Bởi vì sẽ treo hai cây trước trong cuộc đời của ta, thập tự giá hay chỉ gọi là cổ giá. Bởi vì chúng ta làm khổ nhau, người ta kể lại cho tôi rằng mà nhà thờ chúng thế thì buổi chiều cũng vậy là có làm phép được. Thì cha thực sự nói ai có thánh giá, ai có được thì đeo lên cô đơn thì mẹ làm phép. Thế là cái nhà thờ có một người đàn ông bế người vợ của mình. Người đàn ông này nói: thưa cha, xin cha làm phép đây là chúng ta của con nặng lắm. Xin cha đừng quỷ cho chúng ta ai ám ảnh con quá, cuộc đời con khổ quá. Không biết là ngài có đừng quỷ chúng ta ám được không? Nhưng cuộc đời hôm nay chúng ta đang phải chấp nhận những khổ ta. Khổ ta này cũng biến thành thập tự giá. Chúng ta phải hy sinh. Nói với Đức Kitô, ngài đã tự hiến đời mình trên cây thập tự giá. Có đường của ngài đi là có đường khổ giá, có đường thập tự giá. Thánh Phaolô đã bảo ra điều đó, nói Đức Kitô chúng ta phải chấp nhận Đức Kitô treo trên cây thập tự giá, không bao giờ được nào khác. Nhưng mà Thiên Chúa đã tổ chức ngày sống lại qua đời khổ ra cho ơn Đức Kitô lớn hơn nhân gia đình của chúng ta. Phải chấp nhận thánh giá, phải hy sinh cho nhau, vì nhau. Người chồng phải biết chấp nhận vợ mình với những khuyết điểm, với những thiếu sót, với những điều mình không ưa thích, để mà mãi mãi trung thành với lại thể các mẹ nhận con nhân với nhau. Người vợ phải biết trung thành với chồng của mình, đối với duy nhất trung thành của chúng mình, đó là đặc điểm khi cô ta không có đường nào khác để mà đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hôm nay ngày giáo sư chúng ta thay mặt địa phận để đầu tôi mời gọi như bà anh chị em hãy đối chiếu thánh thể với gia đình để chúng ta sống được trong hôn nhân theo thánh chúa luôn ý của hội thánh.
gia đình luôn luôn trang trọng, tràn đầy tình yêu thiên chúa. Một gia đình muốn được hạnh phúc phải là gia đình chấp nhận thử cạnh gian truân trong cuộc sống, phải là